hé lộ những hình ảnh đầu tiên trong lễ cưới Hà Trí Quang Thanh Đoàn. Trước khi về chung nhà, Hà Trí Quang Thanh Đoàn đã có nhiều năm bên nhau. Ngày 19 tháng 10 tới, diễn viên Hà Trí Quang và Thanh Đoàn sẽ chính thức về chung một nhà bằng hôn lễ được diễn ra tại quê nhà. Mới đây, những hình ảnh đầu tiên bên trong hôn lễ của cặp đôi Hà Trí Quang và Thanh Đoàn đã chính thức được hé lộ. Theo đó, không gian lễ cưới được tổ chức bên trong khuôn viên biệt thự của cả hai. Không gian lễ cưới của cặp đôi đang được hoàn tất. Theo chia sẻ của đơn vị trang trí tiệc cưới cho Hà Trí Quang và Thanh Đoàn, không gian hôn lễ được phủ đầy hoa tươi. Bên trong biệt thự là nơi đặt bàn thờ gia tiên và thực hiện những nghi thức truyền thống. Hà Trí Quang cũng cho biết mời một số đồng nghiệp thân thiết trong showbiz bưng tráp. Nam diễn viên 8X chia sẻ, anh muốn tổ chức mọi thứ theo đúng truyền thống, có đám hỏi rồi mới đám cưới. Trước ngày diễn ra lễ ăn hỏi, Hà Trí Quang Thanh Đoàn đã chính thức hé lộ không gian được chuẩn bị trong khuôn viên biệt thự của cả hai. Có thể thấy cặp đôi đã chọn màu xanh trắng làm chủ đạo trong hôn lễ. Hà Trí Quang tung ảnh cưới với người yêu đồng giới. Diễn viên Hà Trí Quang và người yêu đồng giới Thanh Đoàn chụp ảnh cưới trong trang phục áo dài khăn đóng. Trước đám hỏi một ngày 19 tháng 10, diễn viên và bạn đời tung ảnh cưới họ chụp tại thành phố Hồ Chí Minh. Hà Trí Quang cho biết thực hiện bộ ảnh với nhiều phong cách, nhưng thích nhất khi mặc thiết kế cảm hứng từ trang phục truyền thống. Họ chọn 16 bức để trang trí trong lễ ăn hỏi tại Đồng Tháp. Diễn viên cho biết đặt thợ làm hai con rồng bằng lá dừa để trang trí cổng tiệc thay vì cặp rồng phụng như thường thấy. Tôi muốn không gian và bàn tiệc trang trí bằng hàng nghìn bông hoa. Chúng tôi cũng dựng sân khấu với màn hình LED, dàn nhạc để mọi người góp vui bằng những tiết mục văn nghệ, diễn viên cho biết. Chúng tôi sẽ tổ chức một buổi lễ gia tiên với sự góp mặt của hai bên gia đình, đồng thời giữ lại hình ảnh. Sau này nếu tôi và bạn đời có cãi nhau, hy vọng nhìn lại ngày làm lễ gia tiên để trân trọng nhau hơn, diễn viên nói. Dàn bưng tráp dự kiến gồm 12 người như diễn viên Quốc Trường, Anh Tài, Huỳnh Quý, ca sĩ Nguyên Vũ, chủ hôn là MC Thanh Bạch. Cuối năm 2022, Hà Trí Quang và bạn đời đón hai con, một trai một gái bằng phương pháp mang thai hộ. Trước đó, diễn viên xây dựng biệt thự 3.000m2 ở Đồng Tháp để làm tổ ấm của cả hai. Họ cũng mua thêm nhà tại thành phố Hồ Chí Minh cùng sinh sống và làm việc.